Việt Nam thu hồi trên toàn quốc 3 sản phẩm tẩy trang sản xuất ở Pháp. Hai công ty chịu trách nhiệm đưa 3 loại mỹ phẩm ra thị trường không trung thực về tài liệu giới ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế Tạ Mạnh Hùng vừa có công văn số 13.663/QLD-MP gửi Sở Y tế các địa phương và hai công ty trách nhiệm hữu hạn. Một thành viên xuất nhập khẩu Thành Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là công ty Thành Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp ở Hà Nội liên quan việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc gồm sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Krillin H2 All Solution Micellar 500ml do Nowslab Laboratories ở Pháp sản xuất, công ty Thành Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Sidium H2 Purifying Cleansing Micellar Water 500ml trên 16.9F do Nowslab Laboratories sản xuất, công ty Thành Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Purifying Cleansing Micellar Solution do Laboratories Le A, Pháp sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi được Bộ Y tế đưa ra là hai công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêu trên không trung thực về tài liệu, giấy ủy quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Theo ông Hùng, việc thu hồi các sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng, tiến hành thu hồi sản phẩm và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này. Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Công ty Thành Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu phải kiểm tra hai công ty trên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, giám sát việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định, xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.